Chào mừng quý vị và các bạn đến với video của Điện Máy Cường Linh. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2023. Thì trước mắt quý vị và các bạn, đây là cái mẫu máy trộn cám trục đứng buồng inox đang được bà con quan tâm rất là nhiều. Cho nên hôm nay Điện Máy Cường Linh chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chi tiết cấu tạo của những cái máy này, cũng như cập nhật cái phần giá bán của cái máy trộn cám trong cái tháng 7, và giới thiệu với các bà con một số chi tiết cải tiến của những dòng máy trộn cám này. Đấy, để những bà con cô bác chúng ta có nhu cầu mua một cái máy trộn cám trục đứng về để trộn thức ăn chăn nuôi cho gà, cho vịt, chăn nuôi thủy hải sản thì chúng ta có thể tham khảo để chúng ta mua. Thì giới thiệu với bà con thì cái dòng máy trộn cám trục đứng này thì nó sẽ có bốn kích thước, đấy là 50 kg, 75 kg, 100 kg và 150 kg, tương ứng với là 2 bao, 3 bao, 4 bao và 6 bao cám. Đấy, thì đầu tiên là cái máy 50 kg, đây là cái máy bé nhất, 50 kg, 2 bao ở đây. Đấy. Thì về cái phần đường kính lồng của các máy thì hoàn toàn là giống nhau. Kích thước đường kính lồng này thì sẽ có 75 cm, nhưng mà về cái chiều cao của cái lồng này thì nó sẽ khác nhau, tương ứng với các khối lượng khác nhau. Đấy, cái khối lượng trục khác nhau. Thì chúng ta có thể thấy này, về phần cái buồng máy này, buồng máy thì hoàn toàn bằng inox ở đây. Đây tôi được có một miếng 500 ở đây. Đây, bình thường gái kìm này bằng sắt này, nó sẽ hút đây. Đấy, nó sẽ hút ở đây. Đấy, và đây 500 nó sẽ không hề hút. Đấy. 500 nó sẽ không hề hút ở đây như này. Đấy, bà con yên tâm về cái chất lượng sản phẩm là inox hoàn toàn ở đây. Đấy, chân đế là inox 201. Còn cái thùng máy này thì hoàn toàn inox 304. Đấy. Inox không hút đây. Đấy, hoàn toàn không hút. Cho nên bà con lúc mua hàng thì chúng ta yên tâm với cái chất liệu inox này thì hoàn toàn sáng bóng, bền đẹp, cũng như là không bị rỉ sét trong quá trình chúng ta sử dụng. Bà có thể trộn thực phẩm cũng an toàn, gia vị đường hoặc là gia vị, hoặc là chúng ta trộn những cái bột làm bánh các thứ, đấy cũng rất là an toàn. Hoặc là bà con ở những vùng biển mà trộn nguyên liệu cho tôm cá cũng cái độ nồng độ muối cao thì bà con cũng không lo bị rỉ sét cái này, đấy, rất là an toàn, tiện lợi. Đấy, quay lại với cái máy 50 này thì chúng ta sẽ có một cái lồng là 304 và đường kính 75 phân, và ở giữa là có một cái trục xoắn ở đây. Đấy, một giữa trục xoắn 3 rãnh, có 3 cái cánh lên ở đây. Đấy, cái máy này là trộn kích thước 50 kg. Đấy, 2 bao, tự ứng với 2 bao. Ở dưới thì nó sẽ có một cái trục lồi lên ở đây, chúng ta sẽ có hai con ốc 17 đấy. Trường hợp bà con cần vệ sinh thì chúng ta sẽ mở hai con ốc này ra, chúng ta sẽ rút được cả cái trục này lên này, và rút được cả cái bánh này lên. Đấy, rất là tiện lợi. Đây là cái thùng của nó. Xung quanh thùng thì nó sẽ có 4 con ốc. Đấy, 4 con ốc đai đây, bắt vào 4 cái chân của máy. 4 cái chân của máy, 4 chân máy cũng hoàn toàn bằng inox. Và dưới chân thì những cái thanh thép inox 201 hàn lại với nhau. Đấy, những cái thanh thép hàn lại với nhau rất là chắc chắn ở đây. Đấy. Còn đây là đằng trước cửa ra của máy này. Cái cửa ra của máy thì nó sẽ có một cái cửa xả với kích thước 18 và 16. Chiều cao 16 và chiều rộng 18 phân. Xung quanh hai bên thì nó sẽ có hai cái đai để bà con cần thiết chúng ta có thể là ngoắc cái túi, ngoắc cái bì của chúng ta vào đây. Đấy, thì cám nó sẽ tự đổ chảy vào bì. Và đằng trước nó có thiết kế một cái nắp đậy. Đấy, nó có cái nắp, chúng ta có thể để mở lên điều chỉnh cái độ ra nhiều ra ít của cái nguyên liệu ở đây. Đấy, và chúng ta sau khi đẩy lên chúng ta sẽ siết con ốc này vào này. Đấy, để chúng ta cố định cái tấm này lại. Đấy, bà con muốn để cho nó chạy như này thì bà con cố định như này thì để cám nó cứ thấy nó chảy ra thôi. Còn bên dưới máy là motor hoạt động của máy. Máy thì sử dụng motor bằng điện. Đây, sử dụng motor 1 kg 1, điện 1 pha 220 V, và có sử dụng chạy bằng dây cu loa ở đây như này, thay cho cái bánh xích ngày xưa. Thì với việc sử dụng dây cu loa thì máy nó sẽ êm hơn trong quá trình chúng ta sử dụng, và trong quá trình bà con sử dụng mà lâu dài dây cu loa nhão trùng hoặc là hỏng đứt thì chúng ta có dễ dàng thay thế với chi phí rất là rẻ, chỉ tầm 30 đến 40 nghìn một cái dây này thôi. Đấy, rất là tiện lợi. Sử dụng hai dây cu loa bản B rất là to ở đây. Đấy, và motor dây đồng. Motor này là motor của Toàn Phát. Đấy, motor dây đồng bảo hành cho bà con 1 năm, cháy hỏng thì chúng ta sẽ được đổi mới. Lúc bà con mua máy thì motor cũng sẽ đầy đủ là dây điện và phích cắm, có thêm cả automat ở đây cho bà con ở đây như này. Đấy, automat, sử dụng automat của Liwa. Đấy, loại tốt đây. Thì máy này trường hợp mà điện chập cháy hoặc là tắc nghẽn, nó bị đứng máy thì automat nó sẽ tự động tắt để bảo vệ cái motor của chúng ta, cũng như là bảo vệ cái máy. Đấy,
Còn cái phần chân đế motor thì cũng có thêm những cái ốc ở đây như này để giúp chúng ta có thể tăng giảm được dây cu loa. Đấy, trường hợp bà con sử dụng lâu dài mà dây cu loa nó bị nhão, chúng ta sẽ nới lỏng những con ốc chân này ra, chúng ta siết những cái ốc này vào. Đấy, chúng ta vặn vào để kéo cái motor ra đằng sau này, giúp cái dây của cu loa chúng ta nó sẽ căng lên. Đấy, giúp cái máy hoạt động nó đảm bảo được đúng công suất. Thì với cái máy 50kg 2 bao thì sẽ có giá là 6.400.000, với kích thước chiều cao 1m và bề rộng là 75cm. Đấy. Còn tiếp theo đây là máy 3 bao tương ứng với 75kg. Thì chúng ta cũng sẽ có kích thước cấu tạo, có cấu tạo gần như là máy 50. Cái thùng của nó sẽ cao hơn một chút ở đây như này. Đấy, cái thùng nó sẽ có 4 rãnh, 1, 2, 3, 4, đây nó sẽ có 4 xoắn ở đây. Đấy, cái thùng nó sẽ cao hơn 75kg. Còn về kích thước, về cái chi tiết cấu tạo thì hoàn toàn giống máy 50kg. Và motor của máy thì cũng sử dụng motor 1.1 dây đồng toàn phát, chạy hai dây cu loa B33 ở đây. Đấy, hai dây cu loa bản B, bản to. Chân đế cũng hoàn toàn bằng inox, và phía dưới chân đế thì nó sẽ có các cái cao su ở dưới chân đế. Đấy, cao su vuông ở đây này. Đấy, thì giúp cái chân inox của ta đây cả giữa nền không bị cảm giác nó bị có tiếng kêu lớn, cũng như là hạn chế là xước nền, và trong lúc máy sử dụng hoạt động thì nó sẽ êm hơn. Mặt sau của máy thì nó sẽ có trang bị thêm hai cái bánh xe ở đây như này. Đấy, thì bà con chỉ cần nghiêng một góc khoảng 30 độ thôi là bánh xe này nó sẽ tiếp đất, và chúng ta có thể đẩy đi đẩy lại rất là dễ dàng trong quá trình chúng ta vận chuyển. Máy 75kg đây thì sẽ có giá là 7.900.000, thì giá cũng đã bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho bà con. Đấy, 7.900. Còn tiếp theo đây là một cái máy lớn hơn, máy 100kg. Thì máy 100kg này thì sẽ có giá là 8 triệu bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho chúng ta. Thì về phần cấu tạo thì hoàn toàn là giống nhau, khác nhau là cái thùng này nó sẽ cao hơn 1, 2, 3, 4, 5, nó sẽ 5 cái rãnh xoắn ở đây. Và với cái máy 100kg thì chúng tôi đã cải tiến mới, đấy là giống như cái máy máy 150kg thì sẽ có thêm là hai cái thanh giằng ở đây, và ở giữa này thì nó sẽ có thêm vòng bi để giữ, là giúp cái trục này nó sẽ cứng hơn này, nó không bị đảo trong quá trình chúng ta sử dụng. Đấy, nó sẽ có hai cái thanh giá đỡ ở đây, và ở giữa thì nó sẽ có một cái vòng bi ở đây. Đấy, để giúp cái trục này nó sẽ quay cân đối hơn. Cái thùng, cái trục xoắn nó cao thì nó sẽ không bị đảo ở phần ngọn trong quá trình chúng ta sử dụng máy 100. Tiếp theo đây là cái máy 150kg. Đây là cái dòng máy lớn nhất. Thì máy này nó có trộn được 6 bao tương ứng với 150kg. Thì về cái phần trục xoắn của máy này, trục xoắn của máy thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở đây, 6 cái trục xoắn ở đây. Và ở giữa nó sẽ có hai cái thanh giằng giữ, và có hai ốc để giữ vòng bi ở đây, như kiểu cái máy 100kg. Đấy, cái thùng nó rất là cao. Tổng thể kích thước chiều cao của máy là 1m4. Đấy, chiều cao của máy là 1m4. Còn phía dưới của máy thì phần motor nó sẽ sử dụng motor 2kg 2, motor 2kg 2 tương ứng với 3 ngựa và sử dụng 3 dây cu loa như đây như này. Đấy, với cái máy lớn thì nó sẽ sử dụng 3 dây cu loa để tải nó tốt hơn, không bị trượt dây. Và sử dụng motor 2kg 2 tương ứng với 3 ngựa. Và theo máy thì có dây điện 2.5 cũng như là automat li oa cho bà con ở đây như này. Đấy. Và với cái máy 100kg tương ứng với 6 bao này thì sẽ có giá là 9.800.000. 9.800.000 thì cũng giá đã bao gồm tiền cước và chuyển về tận nhà cho chúng ta. Đấy. Còn máy 100 thì sẽ có giá là 8 triệu. Máy 75 sẽ có giá là 6.900.000, và cái máy 50 là sẽ có giá là 6.400.000. Đấy là những cái giá của cái máy trộn cám. Ngoài ra còn bà con có nhu cầu, chúng ta sẽ có thêm cái nắp ở đây như này nữa. Đấy, có thêm cái nắp. Đấy, nắp bằng inox, có hai cái sạch ở đây. Đấy. Bà con trộn bột mà bột mịn sợ nó bay trong quá trình chúng ta trộn, hoặc là chúng ta có nhu cầu mà sợ chuột mối nó vào trong quá trình chúng ta trộn. Đấy, bà con trộn xong mà để qua ngày qua đêm thì sợ chuột mối nó bay vào thì chạy vào, chúng ta có thể là mua thêm cái nắp đậy này. Thì một cái nắp đậy này thì sẽ có giá là 450.000 một cái nắp này. Đấy, một cái nắp đậy này 450.000, mà em nắp hoàn toàn bằng inox, và inox rất là dày. Có thanh thì cũng được một thanh inox được uốn gặp lại. Đấy, rất là dày, chắc chắn, rất là nặng. Có thêm hai cái khóa đai hai bên thì bà con có thể xách lên cho con chúng ta sử dụng. Đấy, thì sẽ có giá là 450.000 một cái nắp thùng. Thì trên đây là những cái giá bán chi tiết của cả cái dòng máy ép cảm viên
máy trộn cám bên Điện Máy Cường Linh sản xuất. Thì bà con cô bác có nhu cầu mua máy trộn cám, trộn thức ăn chăn nuôi, vui lòng liên hệ Điện Máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922 252 666, hoặc là 0866 628 266, được tư vấn cũng là bảo giá tốt nhất về sản phẩm. Chân thành cảm ơn quý bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý và các bạn.